Cộng Sơn Nạm. Ôi, cho chai rượu đế với mấy món hôm qua. Hồi nãy công an vô nhà mày hả? Tao tưởng mày có chuyện gì rồi đó. Ông muốn tôi bị bắt lắm không dạ? Ông trù đại ca tôi đó hả? Ông có muốn quán Sáo Nạm á tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa không hả? Đâu có, tao hỏi gì thôi mà. Có cái ghe thương hộ hôm qua bị đốt á là do tôi với họ có xích mích từ trước nên công an tưởng tôi đốt rồi mời tôi lên điều tra thôi, làm gì ghê vậy? Hôm qua đó đại ca tôi nhậu nguyên một ngày ở đây, sao mà đốt được? Hèn gì, hồi nãy công an ghé hỏi tao á, hỏi hôm qua tụi bay có ghé nhậu ở quán tao hay không. Ngày á thì không sợ chết đứng, nhân chứng đầy đủ, sao bắt đại ca tôi được? Lấy rượu lẹ đi, làm mấy món nhậu lẹ lẹ nha. Nè mấy ông nội, làm chỉ mời lẹ lẹ đi. Rồi vô cái coi. Vô. Vô. Ê Tuấn Kẹ, phải mày đốt ghe của anh Hai Nghĩa không? Bà, bà nói cho đàng hoàng nghe. Bà biết thì nói, bà không biết thì im cái mỏi bà lại. Bà mà vô khống tôi đập bà đó. Hôm qua anh em tụi tôi nhậu ở đây nguyên một ngày, sao mà đốt ghe được? Nếu mà tụi tôi đốt á, giờ này sao còn ngồi để nhậu được? Không phải tụi bay chứ ai, cha con anh Hai mới neo đậu ở cái bến này, có gây thù chuốc oán với ai ngoài tụi bay ra đâu. Nè, biết đâu ai đó ghét ổng rồi đốt ghe, bà đứng đó la ó, tôi xử bà bây giờ. Ôi thôi thôi thôi, bỏ đi bỏ đi, bỏ ghế xuống đi mà. Chị ba, không phải tụi nó đâu mà, công an điều tra rồi. Thôi chị làm ơn chị đi giùm tôi đi, không thì tan nát cái quán của tôi hết. Dì ba, dì ba, cái chuyện này cứ để công an người ta tính, mình đi đi nha. Tính gì nữa, rõ ràng là tụi nó chứ ai. Bữa nó bị anh Hai đánh xém gãy tay nó rồi, nó mà không ghét ảnh mới lạ đó. Nè tụi bay chờ đó nha, đừng có vội mừng nha. Tao đi báo công an cái vụ này để công an điều tra cho coi. Tôi thách bà đó. Bà ngồi mày đi báo đi. Sao dì ba xuống quá vậy, dám đụng độ với cái đám này luôn, tụi nó dữ lắm đó. Tao biết tụi nó dữ chứ bộ, nhưng mà lỡ rồi tao phải căng lên như vậy để tụi nó tưởng tao dữ hơn, tụi nó mới không mà nghĩ tao, hiểu không? Thôi đi đi đi, nhanh lên nhanh, kệ đi. Anh Hai. Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Vô đây. Em đi thăm người bạn, tính ghé qua nhà máy luôn, coi anh có cần em ký gì không. Không á, em lên công an xã rồi tới chỗ thằng bạn coi cái mặt bằng luôn. Hôm nay không có giấy tờ gì cho em ký hết. Em đi đi. Dạ. Mà em lên công an xã có chuyện gì vậy? Em nghi ngờ cái đám Tuấn Kẹ là cái đám mà cướp xe rồi tính giết em đó. Tại sao em nghi tụi nó? Lúc mà tụi nó tính quăng em xuống sông, em có lờ mờ nghe được có một thằng bị đau ở tai liên quan tới ông thương hộ. Và trùng hợp hôm đó là tụi nó bị chú Hai, cái chú thương hộ cứu em đó, đánh nó một trận. Nhưng mà cũng chưa chắc đúng đâu, biết đâu trùng hợp thì sao? Bởi vậy em đâu có dám nói cho ai, sợ tới tai tụi nó. Nếu đúng tụi nó đề phòng, không đúng tụi nó trả thù đó. Nên chút nữa em định là đi báo công an, coi công an điều tra coi sao. Anh thấy em nói cũng đúng đó. Mà anh có số của công an xã, để anh điện em báo công an ha. Em khỏi lên trên đó chi bất công, rủi rồi ai quen biết thấy hỏi han rồi suy diễn này nọ, rồi tới tay tụi thằng Tuấn Kẹ thì phiền phức lắm. Vậy cũng được, dành Hai điện dùng nha. Alo. Công an xã có đúng không chị? Anh nói gì vậy? Tôi là Phú, anh rể của Nguyễn Minh Thành, người mà bị cướp xe tuần trước đó chị. Em của tôi có chuyện muốn trình báo. Anh muốn nghe em đóng giả công an xã hả? Dạ đúng rồi chị. Chị nói chuyện với em của tôi nha. Thành. Dạ. Em nói chuyện với chị công an xã đi. Dạ em chào chị. Anh là Nguyễn Minh Thành phải không? Dạ đúng. Anh có thông tin về vụ cướp, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Dạ tôi nghi ngờ là cái đám Tuấn Kẹ cướp xe rồi tính giết tôi đó. Được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra.
Nếu anh có thêm thông tin gì thì cứ thông báo cho chúng tôi. Dạ dạ, cảm ơn chị. À, Bích, về rồi hả em? Dạ, anh Thành, anh Phú. Đây là tiền em thu được nè anh. Của bên Tám Thu với lại của đại lý Hưng Thịnh và Ngọc Liên đó anh. Nhưng mà đại lý Ngọc Liên với Hưng Thịnh nói sắp tới không lấy gạo bên mình nữa. Rồi, sao kỳ vậy? Họ nói là bên mình giá cao, bên Dạng Lợi giá nới hơn. Giá mình đưa ra là hợp lý rồi. Rẻ nữa thì sao có lời được chứ. Thôi, cứ kệ họ đi. Bán được thời gian họ sẽ biết mà. Thiệt ra là chi phí bên mình cao quá. Một phần là do máy móc quá cũ, năng suất thấp, mà má không có chịu đầu tư gì hết. Anh cũng nói má nhiều lần rồi. Cái nhà máy Dạng Lợi đó hôm bữa em đi ngang, em thấy người ta trang bị máy mới không? Có thể là họ chấp nhận lỗ ban đầu để mà giành mối của mình. Nè, em thấy là mình đừng có chủ quan quá đó nha anh hai. Ừ, để coi tình hình sao, rồi anh sẽ xin ý kiến của má ha, để giảm giá gạo. Dạ. Anh Phú, ngày mai cho em xin nghỉ một ngày nha. Mà em có chuyện gì hả? Dạ, em đưa má em đi khám bệnh. Má em sức khỏe dạo này sao rồi? Cũng vậy anh, mấy ngày nay má em ho với bệnh nặng thêm. Chắc em phải đưa má em đi khám cho chắc ăn. Cũng mệt cho em quá, gánh vác cả gia đình luôn. Thôi, anh ra coi công nhân làm dạ. Việc, em gọi đây nghe. Dạ. Vũ bệnh hay? Dạ, má em bệnh gần cả chục năm nay rồi, lúc nào cũng phải uống thuốc hết. Em đó, lớp lo cho má, vừa lo cho con dân ăn học, rồi tiền có đủ xài không? Hay là nói anh Phú tăng lương cho em ha? Dạ, thôi được rồi anh. Thật ra em đi làm để học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ tiền bạc đối với gia đình em cũng không khó khăn quá. Đúng rồi, anh quên, nhà em có đất vườn quá trời luôn. Thiệt ra em cũng không quan trọng tiền bạc. Em chỉ cần sống được bên cạnh người mình yêu là em hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Anh xin lỗi nha. Có gì đâu mà anh xin lỗi hoài. Anh với cô gái đó sao rồi? Chưa tới đâu hết đó. Anh có chút chuyện này. Để em nghe điện thoại cái. Dạ alo, nhà máy Thành Hội xin nghe ạ. Dạ. Bên em chỉ có 3 loại gạo thôi. Dạ, em sẽ cho chở tới tận nơi ạ. Dạ. Anh về trước nha. Dạ. Dạ, nếu như mà anh đặt hàng á thì bên em mới xây. Bà uống nước đi ba. Ngày mai con kêu bác sĩ cho ba xuất viện đi. Ba khỏe nhiều rồi, nằm lâu tốn tiền viện phí lắm. Sức khỏe quan trọng hơn mà ba. Với lại á, chừng nào ba thiệt khỏe bác sĩ mới cho ba xuất viện, chứ còn xin cũng đâu có được gì đâu. Ba đừng lo chuyện tiền bạc. Sắp tới á, mình mướn nhà ở, con sẽ gánh bún riêu đi bán. Có khi bán ở trên bờ còn đắt hơn. Cái vụ ở mướn nhà sao rồi con? Anh Thành có chở dì ba đi coi vài chỗ, con để dì ba chọn giùm luôn. Chứ chuyện mướn nhà con cũng không rành. Hồi đó nhờ mình sống với ghe, ba vụ đó mấy người ở trên bờ người ta rành hơn mình. Cũng hên á, là mình quen được anh Thành, ảnh giúp mình trong chuyện mướn nhà. Lần này con phải cảm ơn nó. Nhưng mình không có quen biết, người ta chỉ giúp mình được phần nào thôi. Phải chi có thằng Tốt ở đây thì con đỡ cực hơn. Đợt này không biết chú Tư với anh Tốt khi nào về ba ha. Mình đi ghe xuồng á, đâu có điện thoại bàn mà liên lạc như ở trên bờ. Ngày xưa cũng vậy thôi, bạn thương hồ mà muốn gặp lại nhau có khi cả mấy tháng trời. Dạ, ba uống nữa không? Anh hai, ba. Qua. Anh Thành. Em đem cơm tới nè.
Thành, con lại chở cô ba tới nữa hả? Dạ, hôm nay con lại tiện đường tiếp. Tao nói em nói hoài mà nó không chịu nghe. Một hai cứ đòi chở em hoài cho bằng được hả? Ờ, dọn cơm cho ba ăn đi con. Dạ, ba ăn cơm nha ba. Thôi con, ba chưa có đói. Để ba nói chuyện với cô ba chút. Dạ. Từ hôm qua tới hôm nay, cô ba với lại thằng Thành đi kiếm nhà giùm cha con tôi. Thiệt là cảm ơn hai người hết sức vậy. Dạ, có gì đâu cảm ơn. Chú, sáng nay con có chở dì ba đi coi cũng được mấy chỗ ưng ý lắm. Bây giờ vậy, có hai chỗ. Anh coi chỗ nào ưng ý thì anh chọn. Một chỗ thì nó đông dân cư, mình có thể buôn bán được. Chỗ đó thì 300 ngàn tháng lận. Còn một chỗ thì nhỏ hơn chút, mình chỉ để ở thôi, thì có 100 ngàn hà. Bác vụ này tôi không có rành, tiện qua thôi. Sao con? Dạ con thấy chỗ 100 ngàn cũng được cái gì. Chỉ cần chỗ ở thôi, có gì con gánh bún riêu đi bán cũng được. Ừ thôi tùy bay, vì chỉ sợ gánh bán rong hơi cực đó. Dạ không sao đâu dì, con khỏe lắm. Ừ thôi vậy ngày mai con tới chỗ đó nói chuyện với chủ nhà nghe. Dạ. Có gì kêu Thành nó chở con đi. Thôi con đi đi, ba khỏe rồi, không có gì đâu. Dạ. Vậy ngày mai á, chừng nào anh Thành rảnh, anh chở giùm em tới chỗ đó được không? Em coi á, nếu mướn được rồi em dọn dẹp sạch sẽ, để ba em xuất viện có chỗ ở liền. Ngày mai lúc nào anh cũng rảnh hết á, khi nào em muốn đi em cứ điện thoại là anh tới anh chở liền. Dạ. Má về. Má. Ngồi đi má. Hai uống nước đi. Má ơi, má khám bệnh sao rồi má? Không sao hết. Ở đó mà không sao? Má đã lần thuốc cũ rồi, bác sĩ mới đưa toa mới cho con nè. Thôi thôi, thuốc mới tốn tiền lắm, má không uống đâu. Má, má vậy sao được? Má mà không uống bệnh nặng thêm rồi sao? Đúng rồi đó má, má không uống thuốc bệnh nặng thêm á, rồi có chuyện gì con với hai sống với ai? Nói bậy nói bạ không à. Chuyện gì là chuyện gì? Hai, hay là mình đi qua mượn đỡ tiền của bác ba đi. Bác ba mới trúng chôm chôm, chắc là có tiền á. Nhà mình với lại bác ba cũng quen biết mấy chục năm rồi, chắc là bác ba cho mượn thôi, rồi từ từ mình trả góp. Mượn cái gì mà mượn? Mượn cho cả xóm biết nhà mình nghèo hay làm chi. Má, má còn đôi bông tai phải không má? Má đưa con bán đi, con mua thuốc cho má nha. Đâu được, đôi bông đó là của bà ngoại, để lại làm kỷ niệm cho má. Má tính mốt đưa lại cho con á. Thôi đi má, đôi bông đó kiểu xưa thấy mồ, con có thích đâu. Mày mốt con có tiền con tự mua đôi khác. Má đưa cho con bán đi, để con còn mua thuốc cho má uống nữa. Má, má chần chừ cái gì? Bệnh của má, má không lo. Đưa con bán con còn mua được mấy cữ thuốc cho má. Chứ mỗi lần thấy má bệnh như vậy, tụi con sao yên tâm hả má? Thôi được rồi, để má vô lấy. Hai, má quý đôi bông tai đó lắm á. Mình không có tiền thì cứ nói là không có tiền, chứ có gì đâu mà hai sợ. Tụi bạn em á, nó kêu dẫn qua giường nhà mình ở bên Cồn chơi, mà em đâu có dám dẫn đâu. Rồi có nói với tụi nó là giường nhà mình bán không? Hai dặn không nói, em đâu có dám nói. Nói làm chi, cho người ta khinh nhà mình nghèo. Có qua nhà Nga học không? Chúc chị chở đi luôn. Em quên mất, chị chờ em xíu nha. Qua đó học hành chứ không phải hai đứa súm lại tám nha. Em biết rồi, đâu có tám đâu. Chị chờ em xíu nha. Thôi anh, em không có thuê nổi chỗ đó đâu.
tới lui làm chi cho mất công. Hôm trước mình chưa có trả giá, bây giờ mình tới mình trả giá lại đi. Lỡ ta chịu rồi sao? Anh thấy chỗ đó có người qua lại đông đúc, cũng dễ bán á. Chứ em mà gánh đi vòng vòng, không có khách, cũng cực cho em đó. Dạ, vậy mình qua đó thử. Vậy tới đó ha. Tình yêu nhưng đêm sao, tình yêu nhưng đêm sao. Nè, con đi đâu đó? Đi chơi. Tối ngày đi chơi hoài vậy, không có đi đâu hết. Ở nhà coi chừng tiệm cho má nè. Má đi tắm cái, nóng nực muốn chết à. Đi, nhưng không có nhưng gì hết. Mà tắm nhanh đó. Trời đất ơi, tắm chừng nào xong tao mới vô. Lâu lâu nhờ một chút mà cũng trả treo nữa. Vô đây coi đi. Má là con hoài. Chị Hai. Ủa Quý. Chị Hai ghé mua nữ trang hả chị? Bộ dạo này em ra trong tiệm luôn rồi hả? Em đâu có quẩn. Má em đi tắm nên em coi tiệm chút xíu à. Chị Hai mua gì cứ lựa đi. Chỗ quen biết gia đình. Em á bớt tiền công, lấy tiền vàng thôi. Chị có đôi bông này nè, mà kiểu xưa quá, chị định đi đổi đôi mới. Cái này xưa quá chị ơi. Chị đổi là đúng rồi đó. Không thấy chị lựa đi. Coi cái nào được á, em tính cho chị. Có những mẫu mới đẹp lắm đó chị. Để chị coi. Ủa mà chị Hai, lúc này á dân học dữ lắm hả chị? Em thấy dân ốm quá chừng à. Sao vậy? Em có còn đi theo nó không? Sao chị không nghe nó kể gì hết vậy? Em bị dân chửi mấy lần nên quê quá, nên em theo có nửa đoạn đường. Em theo đuổi con gái thì phải kiên trì chứ. Con gái mà thấy em kiên trì thì nó mới cảm động được. Thiệt luôn hả chị Hai? Đúng rồi. Với lại em tới lúc nó không cần, nó đuổi em là phải. Vậy theo ý chị Hai, chị giúp em đi. Em tới lúc nào mới được? Dạo gần đây nó hay qua nhà bạn nó học nhóm. Hình như là tới tối nó mới về. Để chị cho em địa chỉ, em qua đón nó nha. Ở đâu vậy chị? Em cảm ơn chị Hai nha. Chị Hai chỉ em đi. Em biết nhà con Nga con Chính Sầu không? Con Nga, ông Chính Sầu. À, em biết nhà ổng đó chị. Tối nay á, em qua em đón dân nghe chị Hai. Vậy tầm 7 giờ em qua đón nó nha. Dạ. Bây giờ chị phải chọn mẫu nào đây ta? Có mấy mẫu này thôi hả? Chị Hai không thấy mẫu nào hợp với chị hết hả? Chị định kiếm cái mẫu nào nó lạ lạ một xíu. À, không ấy á, vài ngày nữa thôi, thợ bên em ra mẫu mới. Chị qua chị lựa. Hay để vài bữa nữa chị qua đi. Bây giờ em tính tiền cái này cho chị nha. Dạ. Em quên. Chị Hai đợi xíu nha. Không ấy chị đợi má em ra nha. Em vô kêu má em ra liền. Mấy cái vụ này em không có rành. Má. Má ơi. Con chào Duy. Chào con. Con chào Duy. Hai đứa vô nhà đi con. Dì nghe nói con tính mướn nhà rộng rãi để mà buôn bán. Sẵn cái nhà của con dì nó đi nước ngoài còn bỏ trống, dì cho con mướn. Con che thêm tấm bạc ở ngoài buôn bán là ngon ơn hả? Trong nhà đồ đạc còn đầy đủ, con dọn tới là ở liền hả? Dạ, con nhìn nhà là con thích lắm rồi đó. Nhưng mà mướn 300 ngàn con không đủ tiền. Dì có nghe thằng Thành nói về hoàn cảnh của con, cho nên dì cũng thương. Vậy dì bớt cho con phân nửa đó. Dạ. Dì thiệt hả dì? Dì thấy con hiền lành nên dì mới cho con mướn, chứ người khác đâu có được giá đó đâu con. Con chịu mướn thì dì làm giấy tờ nhà giao cho con liền. Sao anh? Đồng ý đi, còn muốn gì nữa. Dạ con cảm ơn dì. Ui dạ. Dì nghe người ta đồn á, bà Út Thương giàu lắm, có hai đứa con gái đẹp,
học hành giỏi giang. Mà nè, đúng là không sai hen. Ủa, mà con có gia đình chưa? Dạ, chưa gì. Vậy hả? Trời ơi, thằng con trai của dì nè, nó chưa có vợ. Con coi, đẹp trai có thua ai đâu, nhưng mà bị ế. Má, má lộn tiệm rồi. Con im đi, má đang quảng cáo cho mày mà. Má, chị hai biết con mà. Ủa, sao tự nhiên kêu ta anh chị hai? Tại con thích Dân, mà Dân á là em ruột của chị hai đó. À, thì ra đứa mày thích là con Dân. Dạ. À, vậy thì được, làm má cứ tưởng đâu mấy cái đứa mà tào lao ở ngoài đường đầu mỏ chứ. Má nhìn chị hai đi, Dân á đẹp hơn chị hai luôn đó. Vậy hả? Con, vậy à, mai mốt à, con dẫn Dân tới đây cho dì biết mặt nghe. Con biết không, hai nhà mình mà làm xui á là hợp lắm đó con. Dạ, ở nhà má con cũng nói vậy, với lại nhà con ai cũng mến quý hết. Dạ thôi, cũng trưa rồi, con xin phép về. Có mẫu nào mới dì nhắn quý giùm con. Có gì dì nhắn liền cho. Dạ. Nhân. Xong rồi, con vô thay đồ đi chơi nha. Trời, cái thằng làm gì nó nôn dữ vậy không biết nữa. Ủa má, lúc này má cho thằng Thành đi chơi buổi tối hả? Ở nhà má riết rồi, không có biết cái gì hết. Anh đâu có muốn đâu. À, tuần sau bớt việc rồi anh sẽ về nhà thường hơn. Thằng Thành nó đi hẹn hò với con Bích mấy bữa nay rồi. Ủa, bộ con Bích nó không nói gì cho con nghe hả? Dạ không. Chắc là Bích bắt cỡ đó má. Vậy ra má sắp có dâu rồi nha. Má thiệt là ưng con Bích đó. Đợi thời gian nữa đi, cho tụi nó tìm hiểu kỹ đi. Dạ. Rồi cái má qua nhà má nói chuyện với chị Út Thương. Dạ. Má ăn đi má. Con chào bác. Em chào anh, chào chị. Chào con. Vô đây, vô đây. Con ngồi chơi, ăn cơm chưa? Dạ, con mới ăn bên nhà rồi bác. Ngồi đi con. Vườn sầu riêng ở nhà con mới chín mấy trái đầu mùa. Má con kêu mang qua biếu bác ăn lấy thảo. Trời ơi, thơm quá đúng món chị thích luôn. Đi đây coi, dạ. Coi coi. Gì vậy má? Con gái con đứa gì đâu mà bộp chộp. Cho bác gửi lời cảm ơn má con nha. Dạ. Thành ơi, Bích qua nè. Cái gì anh? Cái gì anh hai? Bích qua nè. Hai đứa kỳ lắm nghe. Hẹn hò mấy bữa đây mà không nói gì cho anh biết hết. Thằng Thành á, nó còn tính qua nhà chở con đi chơi á. Hai đứa coi tìm hiểu nhanh nhanh đi nha. Má chị nôn ổng cháo lắm rồi đó. Tụi em hẹn hò hôm nay. Ừ. Anh Thành qua chở con đi. Đúng rồi, đúng rồi. Chuyện hai đứa mình hẹn hò với nhau ai cũng biết hết rồi. Em đừng có mắc cỡ nha. Chị về cẩn thận nha chị hai. Ủa chị Thảo, chị đi đâu á? Chị đi mua cái lắc. Em cũng định đi đổi bông tai, nhưng mà tiệm mấy ngày nay chưa có mẫu mới. Tiệm này á hay ra mẫu mới lắm á nha. Chị toàn mua ở đây không đó. Nè, sao rồi? Hai đứa hẹn hò tới đâu rồi? Hẹn hò gì chị? Con nhỏ này thì hẹn hò với thằng Thành chứ đâu. Tối nào thằng Thành nó cũng đi chơi với em hết. Đừng có nói là thằng Thành nó xạo chị nha. Anh Thành này kỳ thiệt á. Chưa gì hết mà nói mọi người hết trơn rồi. Làm em mắc cỡ quá. Có gì đâu mà mắc cỡ. Hai đứa lớn hết rồi, tính cưới hỏi thì tranh thủ đi. Năm nay hợp tuổi với Thành lắm á. Dạ, thêm về nha chị. Về trước đi, chị coi mấy cái lắc cái đã. Dạ. Hôm nay có mẫu gì mới không cưng? Mẫu mới không đó, chị thích gì chị lựa đi. Mắc cỡ cái gì chứ, chị vui mà. Dạ. Thôi á, tới giờ đi rồi, đi đi, trễ giờ. Đi như má. Đi, dạ. Hai đứa đi vui vẻ ha. Đi chơi vui nha. Dạ, để con ra khóa cửa nha. Anh xin lỗi nha. Thật ra anh không có cố ý làm như vậy với em đâu. Cho nên... Chuyện hôm qua hả? Em đâu có để ý đâu. Anh xin lỗi làm gì? Vậy là em chịu tha lỗi cho anh rồi hả? Ừ. Thương quá, cảm ơn nghe. Thôi mình đi.
mó đây. Đúng là không phải dạng vừa. Bích, anh xin lỗi em nha. Hồi nãy lấy em ra làm bia đỡ đạn. Tại mấy hôm nay anh có người bạn nằm trong bệnh viện, tối tối phải chở dì của cổ vô bệnh viện, mà má cứ không cho anh đi, cho nên anh phải nói xạo. Bữa nhà máy anh định nói với em rồi, nhờ em giúp, mà tại em thấy lúc đó em bận quá, rồi qua nay lưu bu, cho nên là không có nói với em được. Hèn chi nãy giờ mọi người nói với em không hiểu gì hết trơn á. Cũng may là em chưa nói gì, không là lộ hết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Hay là mình đóng kịch vài bữa đi, nói mình là người yêu của nhau, rồi sau đó mình nói với má là trong thời gian mình tìm hiểu á, mình cảm thấy không có hợp, rồi mình chia tay. Vậy là má không có gán ghép hai đứa mình nữa. Thì cứ vậy đi, dù sao anh cũng đâu có thích em đâu. Không phải, anh cũng mến em lắm, nhưng mà nó chỉ dừng ở mức tình bạn thôi. Trời ơi, xung quanh em quá trời chàng trai, ai cũng đẹp, ai cũng theo đuổi em. Nhưng mà trong mắt em, anh là dễ thương hơn họ. Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa. Bạn anh bị gì nặng không? Hay là cho em đi thăm với? Cũng đỡ đỡ rồi, không cần đâu. Có thiệt không đó? Hay là anh đi hẹn hò với cô gái mà anh nói hôm trước đó? Là bộ giấu em đúng không? Trời, đúng là không có gì qua mắt được em hết trơn á. Ba của cổ nằm viện mấy bữa nay rồi. Tối á, anh phải chở dì của cổ vô thăm, đem cơm nước vô cho họ. Sẵn anh cũng vô thăm luôn chứ gì? Không có, anh chỉ muốn nhân cơ hội này đi gặp thôi. Anh cũng hiểu làm sao nữa, biết người ta sắp lấy chồng rồi mà anh vẫn cứ muốn gặp. Hả? Cổ sắp lấy chồng? Ừ. Vậy sao anh còn... Lỡ chồng cổ biết thì sao? Chồng sắp cưới của cổ đi ghe chưa có về. Anh cũng chỉ gặp ngồi trò chuyện thôi. Với lại hoàn cảnh của cổ bây giờ cũng rất cần có người để phụ giúp. Khi nào chồng sắp cưới của cổ về thì anh rút lui. Nhưng mà cổ là ai vậy anh? Không biết em có quen không? Cổ tên là Hoa, con gái của chú Hoa. Hai thương hộ. Cha con mà cứu anh hôm trước đó, em cũng gặp mà. Thật ra bữa đó em lo cho anh quá, em cũng không để ý nữa. Thôi anh chở em về nha, để anh còn qua nhà cổ, chở dì cổ vô bệnh viện. Ừ, anh cảm ơn nha. Về đi. Ủa thằng Thành hả con? Dạ, nhưng mà ảnh có công việc ảnh về rồi má. Hai đứa lúc này sao? Có tiến triển gì không? Dạ, tụi con đang tìm hiểu mà má. Nói quen thì hai đứa cũng quen biết nhau lâu rồi, nhưng mà làm bạn khác mà cưới là khác nha. Phải tìm hiểu kỹ coi có hợp nhau không đó. Má, con mà chọn chồng á là không có sai đâu. Thì má nói hờ vậy thôi á mà. Trễ rồi đó, qua nhà Nga đón Dân về đi con. Con có kêu Quý đón nó rồi má. Quý nào? Phải Quý con bà Tư Hồng không? Dạ. Sao tự nhiên nhờ Quý đón Dân nhà mình? Dân đâu có ưa thằng đó đâu. Đã nhỏ không ưa mà cứ đeo theo làm phiền nhỏ hoài à, không để cho nhỏ học hành vậy trơn á. Má, thằng Quý á, nó chỉ muốn đưa đón Dân thôi, nó không có dám làm gì ẩu đâu. Với lại con đang tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau, cho con đỡ đưa đón Dân nữa. Thì má hiểu cái gì? Má nghe nói là thằng đó tối ngày tụ tập ăn chơi, không có học nghề, không có lo làm ăn gì hết trơn á. Nhà của nó giàu sẵn rồi, má của nó dọn đường sẵn để cho nó bán vàng.
Con dân nhà mình á mà về nhà đó là cả đời cũng không phải lo tiền bạc đâu má. Nhưng giờ giàu có mà không hợp tính tình cũng không có hạnh phúc đâu. Vậy chứ hồi đó má nghe lời ông bà ngoại lấy ba con đó cũng hạnh phúc mà. Chứ giờ má lấy ông Thương Hồ đó đi, nhà còn không có để ở nữa. Thì má nói vậy là má lo cho hạnh phúc của hai đứa tụi con thôi. Má, chuyện của ông Dân á, má để con lo. Con đảm bảo với má là hai đứa con sẽ làm cho má nở mày nở mặt. Ờ, thì má lo má nói vậy thôi. Má mệt, má vô má nghỉ trước nha. Dạ. Thì ra là con nhỏ Thương Hồ. Chắc là chị hai bà tới rồi đó. Ờ, chị thôi, ngày mai mình giải tiếp nha. Ừ. Ây da, đau quá. Hai em. Tại sao lại đây vậy anh Quý? Chị hai kêu qua đón em đó. Anh đừng có xạo. Thiệt, chị hai không nói sao anh biết em ở đây? Chắc là chị hai của bà bận thiệt đó. Chứ giờ này là đi đón bà rồi. Ừ. Chị hai thiệt tình đó. Tôi tự đi bộ được rồi, không cần anh chở đâu. Đâu có được. Trời ơi, thân em con gái vậy đi đêm nguy hiểm lắm. Bộ em không coi báo đài hả? Cướp đó. Em dễ thương vậy, cướp nó thấy em, nó cướp của. Rồi xong nó cướp xác, xong rồi nó cắn em, nó cắn em. Thôi, thôi thôi thôi, ghê quá à. Đừng nói nữa. Thôi thôi, bà đi thêm về đi. Ừ. Tôi thấy ảnh nói đúng á. Ừ. Bà đi một mình thì nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Ừ. Coi như là tôi nể tình chị hai tôi lắm, tôi mới lên xe á. Nhưng mà chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu nha. Lần nào cũng được, lần nào cũng được. Nhanh nhanh, lên xe, đi em, để lên. Ây da, dính gai nữa. Không, không sao, lên. Về đi. Cô chừng. Gai. Gai. Anh về. Dạ, bye bye. Dạ. Con làm gì vậy? Dạ bình thường giờ này ảnh. À dạ không, bình thường giờ này dì ba mang cơm vô đây rồi mà sao giờ này chưa thấy nữa. Không biết là có chuyện gì không hả ba? Cũng trễ rồi. Nãy giờ ba lo đọc báo, không có để ý. Dì ba, đóng cửa giùm dì con. Dạ. Anh hai. Cô ba. Qua. Lật đật, mệt gần chết. Bữa nay sao cô ba vô trễ vậy? Cha con tôi đang lo, không biết có chuyện gì không? Không có chuyện gì hết á. Tại Thành hết à. Ủa anh Thành sao gì? Con sao đâu. Chờ cả buổi mà không thấy mặt mày nó đâu hết trơn à. Nên dì đành đón xe ôm đến đây nè. Mà anh có hẹn với dì ba không? Có hẹn gì đâu. Nhưng mà ngày nào 6 giờ nó cũng đón dì. Sao bữa nay không thấy mặt mày nó đâu hết á. Có khi nào nó làm biến không? Ôi mà thôi con ơi, cũng không trách nó được. Biết đâu nó bận công chuyện đột xuất. À nè, bữa nay em có nấu canh cải tần ô với cá thác lát ngon lắm. Anh ăn đi. Dạ, cảm ơn cô ba nghe. Dạ. Cũng lâu rồi tôi không có được ăn ha, rau tần ô. Dì ba. Hả? Dì ngồi chơi nói chuyện với ba con nha. Con chạy ra đây mua ít đồ con về liền á. Thôi thôi thôi, để dì đi mua cho. Dạ thôi không cần, con đi mua nhanh lắm chút xíu à. Con đi xíu nha ba. Thôi để mấy cho anh ăn nha. Xin lỗi. Ủa? Quá. Anh Thành. Em đi đâu mà gấp dữ vậy? Anh không sao hả? Em đang tính tới nhà anh nè. Anh có sao đâu. Trời ơi, tại vì ba nói đợi hoài mà không thấy anh tới. Em tưởng anh có chuyện gì. Anh đang trên đường tới, rồi xe bị hư, rồi anh phải sửa xe. Anh nghĩ chắc dì ba đi trước rồi. Anh biết thế nào dì ba cũng vô đây à, cho nên anh tới đây luôn. Em cứ sợ anh gặp mấy tụi cướp hôm trước á. Rồi, lo cho anh hả?
Đâu có đâu. Thôi đừng có sợ, mới thấy rõ ràng. Mới vừa nói định chạy qua nhà anh nè, đúng không? Em vô nè, anh có muốn vô gặp dì ba không? Tất nhiên là muốn rồi. Tới rồi. Ê, cái ông này. Chị hai ơi, hai ơi, mở cửa cho em. Sao còn chưa về đi? Còn sớm. Anh vô chào má ăn cái. Trời ai má anh, đừng có mơ nha. Thì mơ thấy em mỗi đêm mà. Ủa, hai đứa đi chơi về đó hả? Chị hai. Ừ. Hai, nếu mà ngày mai hai còn để cho ông Quý này đi đón em nữa, em không qua nhà Nga học nữa đâu. Dân, Dân, Dân. Chị hai thấy đó, suốt đường đi Dân chửi em quá trời luôn. Em chạy nhanh cũng chửi, em chạy chậm cũng chửi, thắng gấp cũng bị chửi. Chửi em xối xả luôn. Hình như em sinh ra là để cho Dân chửi em hay sao á. Buồn thiệt là buồn. Tính nó hồi đó giờ vậy rồi, em buồn làm gì? Em thương nó thì em phải chịu khó. Dạ, nói vậy thôi, chứ thật sự nghe riết ghiền chị. Thiếu thiếu á, không có được. Mà hình như nó kỳ kỳ, nó thích lắm chị. Dạ, nhưng mà em không bao giờ bỏ cuộc đâu chị hai. Chị hai á, ráng giúp em nha. Yên tâm đi, em dễ thương như vậy á, rồi con Dân cũng sẽ thương em thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Em vô trong uống miếng nước rồi em thăm má ăn cái. Hôm nay má chị mệt rồi ngủ sớm rồi, hôm khác nha cưng. Má mệt hả chị? Ừ. Chị vô chăm má đi. Em ra tìm em uống nước xong. Chị hai em về nghe chị. Chị vừa cơm với bếp á, xuống dưới ăn đi. Nè, chị nói chuyện với em làm lơ vậy đó hả? Hai thích tiệm vàng nhà ông Quý á, thì hai đi cua ổng đi. Chị làm như vậy á, là nghĩ cho em thôi. Em thấy nhà mình không? Má đang bệnh, mai mốt má bệnh nặng hơn, rồi tiền đâu mà chữa trị? Lương của chị chỉ là 3 cọc 3 đồng, đủ tiền sinh hoạt hàng ngày thôi. Bữa nay đổi thuốc mới cho má, có đủ tiền đâu, phải bán đôi bông của má đó. Hay là em không đi học đại học nữa, học xong em sẽ đi kiếm việc làm luôn. Em đi làm rồi lương 3 cọc 3 đồng, khi nào mới giàu? Khi nào mới chuộc lại đất đai ruộng vườn nhà mình? Em nghĩ kỹ đi. Nhà thằng Quý giàu có, nó lại là con một. Em về làm dâu nhà nó, rồi quản lý tất cả các tiệm vàng của nó, bộ không sung sướng hả? Nhưng mà em không có thích anh Quý. Chị đâu có ép em cưới nó, chỉ là cho nó cơ hội rồi hai đứa tìm hiểu nhau thôi. Dân à, em lớn rồi, em phải nghĩ cho gia đình chứ, đâu thể nghĩ cho bản thân em được. Nghe lời chị đi, em thấy thằng Quý nó vậy đó, chứ nó được lắm. Chuyện gì em cũng nghe lời hai hết, nhưng mà riêng chuyện này em làm không được. Em ghét ông Quý đó lắm. Mà em ghét ai là em ghét ra mặt, em không thể nào mà làm bộ thân thiện được. Em ráng học để mai mốt phụ hai kiếm tiền. Em vô ăn cơm đi. Nè, cái con nhỏ này đã nói hết lời cỡ đó mà còn cứng đầu nữa. Anh sửa bóng đèn cháy chưa? Cái bóng đèn nó cháy rồi. Nãy làm anh cứ sợ là nó không cháy không à. Ôi mừng quá. Làm gì mà anh mừng dữ vậy? Thì từ đó tới giờ anh có bao giờ sửa bóng đèn bao giờ đâu. Đèn nha anh, má kêu thợ tới sửa, sợ anh leo trèo té gãy tay gãy chân, rồi làm điện điện giật. Hồi nãy trước khi sửa đó hả, trời ơi anh hồi hộp muốn chết luôn. Ừ? Sợ sửa xong nó không cháy là quê với em. Có gì đâu mà quê. Người làm được việc này, người làm được việc kia. Anh bị dính cái gì trên mặt kìa. Gì đâu. Thôi, để em lau cho.
nhẹ thôi, mặt anh mỏng lắm á. Ừ. Hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Cảm ơn em nha. Hai về kìa. Lẹ vô ăn cơm con ơi. Tư má mới về. Sao hai về sớm vậy? Hôm nay hai mệt nên xin về sớm. Dạ. Hôm nay không qua Nga học hả? Thôi, biết đâu hai không rước được cây, hai kêu ông Quý đó rước nữa. Em ở nhà em học. Má. Em nó không thích thì thôi, ép làm chi. Để cho nó tập trung học hành đi. Con chỉ muốn tốt cho nó. Nó không chịu thì thôi, con không xen vô nữa. Mày thôi đi vô tắm rửa đi rồi còn ăn cơm. Con đi tắm rồi đi ngủ, con không ăn cơm đâu. Má, bộ hay giận con hả? Biết đâu nó à. Thôi để lát má nói chuyện với nó coi làm sao. Con này nó chướng khí lắm. Cái anh này, nói thiệt ra hơi vô duyên xíu, nhưng mà thiệt sự á là nhờ cái ghe của ba em trái mà tụi mình hiểu nhau hơn. Nếu không chắc chắn là em vẫn còn ghét anh. Từ đó giờ em đâu có ghét anh đâu. Qua nè, anh rất là thích em đó. Từ khi mà anh tỉnh dậy ở cái chòi á, anh nói thiệt, anh nói ra là không phải để tán tỉnh em đâu. Từ trước tới giờ anh chưa có cảm giác mà thích một người nào tới như vậy. Còn cái chuyện mà anh đưa dì Bao vô bệnh viện á là anh viện cớ thôi, đưa dì vô để có cơ hội được gặp em. Anh biết đáng lẽ anh không có nói ra chuyện này đâu, bởi vì anh biết nói ra cái chuyện này nó không có kết quả gì hết. Chắc chắn là em sẽ lấy anh tốt, nhưng mà thực sự á, anh muốn là nói một lần cho ra hết luôn, chứ để trong lòng khó chịu lắm. Anh hỏi thiệt nha, nếu mà em gặp anh trước anh tốt á, em có thích anh không? Thiệt ra em chỉ coi anh tốt như anh của em thôi. Chuyện đám cưới là do mong muốn của ba em, nên bây giờ em không thể trả lời câu hỏi của anh. Nếu em nói vậy là em thích anh đúng không? À, thôi em vô bệnh viện với ba đây. Sáng mai khoảng mấy giờ ba em xuất viện vậy? Anh biết đến tới anh phụ. Thôi không cần đâu, anh cũng giúp gia đình em nhiều quá rồi. Từ mai mình đừng gặp nhau nữa. À, nói vậy là từ ngày mai em không muốn gặp anh nữa hả? Anh tốt đi ghe cũng sắp về rồi, tánh ba em cố chấp lắm. Em thấy mình không nên gặp nhau nữa đâu. Anh điều kiện tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được người thích hợp với mình. Thôi, anh không có bao giờ có ý định tìm ai nữa đâu, bởi vì anh tìm được rồi. Qua, anh yêu em, anh biết là em cũng yêu anh mà. Em có yêu anh tốt, tại sao phải gượng ghép mình? Hay là anh với em cùng nhau gặp ba em, thuyết phục ba em có được không? Ủa, hai con chưa dậy hả? Giờ này chắc cũng hơn 7 giờ rồi, để con vô gọi hai. Chị hai. Hai ơi. Hai ơi. Chị hai, dậy đi, dậy đi ăn sáng kìa. Hay mệt quá. Hay bệnh hả?
Hai hơi mệt trong người. Hôm nay xin nghỉ. Hai nhờ em cái này. Hộp kem này chị Thảo nhờ chị mua. Em đem qua chị Thảo giùm chị nha. Sẵn nói chị Thảo điện giùm anh Phú xin cho chị nghỉ một buổi. Dạ. Mà hai mệt dữ không? Hay là hai đi khám bệnh đi. Hai không sao đâu. Hai nằm nghỉ chút xíu là khỏi à. Vậy để em đem cái này qua cho chị Thảo. Xong sẵn em đi chợ luôn. Hai ăn cái gì để em mua cho. Em mua cái gì á thì hai ăn cái đó. Dạ. Thôi hai nghỉ đi nha. Ừ. Má, con có chuyện gì buồn nói má nghe. Không có gì đâu má. Má là má của con. Con không muốn tâm sự với má sao? Má, từ từ rồi má sẽ biết mà. Má đừng có lo. Lúc nào con cũng biết yêu thương bản thân mình. Ừ. Con không muốn nói thì thôi. Để má xuống khuấy cho con ly sữa nha. Dạ. Tới nhà rồi. Anh hai ngồi đi. À, người ta nói nãy về anh không có ngoái đầu lại bệnh viện, cho nên là nhất định là anh không có trở vô đó đâu. Đừng lo nghe. Anh uống nước đi. Để em xin mớ lá bưởi về cho anh tắm xả xuôi. Vậy nghe. Thôi khỏi đi. Ừ. Cô cứ suốt ngày mày tính gì đoan không à? Ừ. Thì ta nói có thờ có thiên, có kiên có lành mà anh. Chú cảm ơn con. Chú cũng về tới nhà rồi. Thôi con mau mau về nhà nghỉ đi. Dạ không sao đâu chú. Con cũng đang rảnh mà. Con ở đây sẵn tiện chờ em qua đi chợ luôn. Thôi được rồi. Con giúp đỡ gia đình chú á. Chú cảm ơn con. Nhưng mà con cũng đừng có nhiệt tình quá. Chú ngại lắm. Không biết bao giờ chú trả được ơn cho con. Dạ thôi chú đừng có nói vậy. Chú làm vậy con ngại lắm. Thật tình là con muốn làm gì làm giúp cho chú với Qua đỡ cực là con vui rồi. Cái gì cũng phải có Qua có lại. Con không muốn chú trả ơn con. Không lẽ con muốn chú gả con gái của chú cho con hả? Anh hai, sao tự nhiên căng thẳng vậy? Đang vui vẻ mà. Với cái thằng này nó tốt bụng, nó nhiệt tình. Tôi tuy già rồi nhưng mắt của tôi còn tinh lắm. Chứ cô không thấy từ trong bệnh viện cho tới khi về nhà thái độ của hai đứa nó như thế nào sao? Dạ thưa chú hai, con với Hoa yêu nhau. Cái gì vậy tụi bay? Mong chú đồng ý cho tụi con đến với nhau ạ. Thì ra cậu có ý đồ ngay từ đầu rồi. Giả bộ người tốt giúp đỡ cha con tôi chứ gì. Anh hai, anh hai, bình tĩnh anh hai. Dạ, thật tình không phải vậy đâu chú. Chú đừng có hiểu lầm. Con thương Qua thật tình mà. Ba, anh Thành không phải là loại người như vậy đâu ba. Im đi. Anh hai, anh hai, anh bình tĩnh lại. Anh mới xuất viện đó. Con đi mau đi. Đi đi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Đi 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 đi, đi 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 con, đi đi. Cái thằng này. Ba, anh hai, ba bớt giận đi ba. Anh có sao không? Uống miếng nước cho tỉnh táo đi anh. Ba đừng giận nữa mà. Tôi mệt quá. Ba đã nói với con từ trước rồi. Mà tại sao con không nghe lời ba vậy quá? Qua à, còn thằng tốt thì sao con? Dạ, từ đó tới giờ con chỉ coi anh tốt như là anh của con thôi mà. Ba cấm con. Từ nay về sau không được gặp mặt thằng Thành nữa nghe chưa? Ba. Hay là con muốn ba chết ngay bây giờ con mới chịu hả? Gì ba? Anh hai, anh bình tĩnh lại nha. Uống miếng nước cho bình tĩnh lại nè. Anh xúc động mạnh trở bệnh lại bây giờ đó. Qua, con nghe lời ba đi. Đi đi qua dáng nằm đi anh. Ba qua kia nằm nghỉ đi. Qua bộ dáng nằm đi anh. Ba ngồi đây để con vô lấy thuốc cho ba. Vô lấy thuốc đi con. Anh nằm nghỉ đi. Cô ba. Dạ. Cái chuyện bữa nay cô đừng có nói lại
với tôi chơi với tốt biết nghe. Em biết rồi. Làm như em nhiều chuyện lắm vậy á. Chị Thảo ơi, chị Thảo, chị Thảo ơi. Dạ. Ủa, cô kiếm ai vậy? Dạ em kiếm chị Thảo. À, cô Thảo đang coi phim ở trong nhà, cô vô đi. Dạ. Dạ, chị Thảo. Ai ạ? Em là Dân, em của chị Bích. Vô đi. Dạ. Ngồi đi. Dạ. Lại duyên nữa rồi. Dạ, sao chị? Chị đang coi tivi. À, dạ. Hai chị em giống nhau ghê vậy đó. Dạ, ai cũng nói gì hết trơn á chị. Em là Dân hả? Dạ. Chị có nghe Bích nói về em, mà đó giờ chưa có dịp gặp em. Dạ. Ủa, hôm nay không đi học hả? Dạ, hôm nay em nghỉ, để ôn thi học kỳ. À, chị hai của em mệt, không có đi làm được, cho nên chị hai có nhờ em á. Gửi cho chị hộp kem nè. À... Với lại, chị hai có nhờ chị điện cho anh Phú xin nghỉ giùm chị. Cảm ơn em nha. Dạ. Ủa, mà chị hai em bệnh làm sao? Hôm qua nay về á, chị hai cứ buồn buồn, không chịu ăn uống gì hết trơn á. Em có hỏi mà hai không có nói. Hai chỉ nói là bị mệt thôi. Không lẽ nói với thằng Thành có chuyện gì hả? Dạ em cũng không biết. Mà từ hôm nay em cũng đâu có gặp anh Thành đâu. Tối nào thằng Thành nó cũng qua nhà chở con Bích đi chơi mà. Ủa, đâu có đâu chị. Tối nào chị hai em cũng ở nhà hết mà. Sao kỳ vậy? Không lẽ tụi nó đang nói xạo? Số điện thoại nhà em số mấy? Để chị gọi điện thoại hỏi thăm Bích. À, nhà em không có lắp điện thoại. Cái gì? Nhà em giàu vậy mà. Trời ơi, thời buổi này là thời buổi nào rồi mà không lắp điện thoại? Trời ơi, có gì gọi điện thoại cho tiện hơn. Thôi, đợi chị thay quần áo đi, rồi chị chở về nhà tiện thăm Bích luôn. À, dạ, giờ em còn phải đi chợ nữa. À, vậy thôi em đi trước đi. À, dạ, vậy em thưa chị em đi. À. Dạ em đi. Hai cái đứa này không biết đang giở trò gì đây. Ủa anh 10.000 á. Đồ rài mua bán sao rồi? Đắt không? Dạ cũng lai rai chú ơi. Dạ con chào chú Sáu. Ủa Tốt. Dạ. Trời ơi lâu quá không thấy con. Sao không ghé chú chơi? Dạ. À, chú trả con tiền dư đợt trước nè. Con đi đợt này lâu vậy? Dạ con đi đợt này là nhanh đó. Bình thường mấy tháng con mới về hành chiến không ạ? Cậu cháu của con cho thiếu lâu quá. Tiền đâu mà đi lấy hàng tiếp con? Dạ lâu lâu bạn hàng kẹt á, con với cậu Tư cũng cho thiếu hoài à. Rồi nhà vườn họ biết vậy á, họ cũng cho thiếu một ít, đợt sau trả. Giúp nhau qua lại mà chú. À, đợt này á con về khoai không à, chuyến sau có dừa con báo cho chú biết nghe. Rồi nếu có dừa để cho chú nghe con. Dạ. Rồi chú đi nghe. Dạ. Ủa, cái anh ăn trộm hôm bữa nè. Cái gì? Trời đất ơi, cô nói chuyện đàng hoàng nghe. Tôi ăn trộm hồi nào? Cô nói vậy á, người ta hiểu lầm, người ta tưởng tôi ăn trộm thiệt thì sao? Thì tôi lỡ miệng thôi, mà làm sao tôi nhớ tên anh được? Tôi tên Tốt. Tên gì mà quê một cục. Cô ơi. Ơi. Cô, con lấy cái kẹp này. Ừ, cái này gì? Ha. Cái này tôi lựa trước mà. Bộ anh muốn gây sự với tôi đúng không? Tự nhiên anh chọn giống tôi chi vậy? Ai thèm gây sự với cô? Cây kẹp này là hàng mới về á. Chỉ có một cây thôi. Hai người cũng quen biết mà. Nhường nhau đi nha. Con lấy. Ờ con lấy phải không? Cô mua thì mua đi. Tôi không phải con nít mà giành giật với cô. Bộ anh nói tôi là con nít hả? Thì ai biết cô nhiêu tuổi đâu. Cái này bao nhiêu vậy cô? Cái này là 20.000 á. 20 lượng hả? Ừ. Mắc quá vậy. Đâu có mắc đâu. Cô lấy trên thành phố về. Chỉ có một cây thôi.
Cô bớt cho con chút đi, không con không đủ con. Tiền. Chỉ có một cây thôi hả? Không đủ tiền hả? Không đủ tiền là tôi mua à? Cô, bán cho con đi. Ừ. 20 hả cô? 20 ngàn. Dạ. Dạ đây. Cảm ơn em nha. Nè con lấy cây khác đi. Cây này có 10 ngàn hả? Dạ thôi, con không thích. Ơi, mưa gió gì mà thất thường. Bích ơi, Bích ơi, Bích, Bích ơi. Ủa Thảo. Dạ. Thảo qua chơi hả con? Dạ, con qua thăm Bích. Nó đâu rồi dì? Nó còn mệt, ngủ trong phòng á. Ngồi chơi đi, để dì vô dì kêu. Dạ, nó dạ, nghe. Dạ. Bích ơi, Bích à, Thảo qua kiếm con nè. Thảo qua kiếm con nè. Bích, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Dì vô trong nhà chút nghe. Dạ. Dạ. Sao rồi? Buồn chuyện gì vậy? Phải chuyện thằng Thanh không? Không phải đâu chị. Em đừng có giấu chị. Hồi nãy con Dân nó qua, chị nghe nó nói tối nào em cũng ở nhà hết, không có đi chơi với thằng Thành. Chuyện là sao? Kể chị nghe coi. Thật ra mấy bữa nay anh Thành nói dối bác Hội, nói là chở em đi chơi. Nhưng mà thật ra ảnh đang hẹn hò với người khác đó chị. Em phát hiện ảnh kêu em giấu giùm ảnh. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này quá lắm rồi. Vậy mà em còn giấu giùm nó nữa. Tại em thương anh Thành, em chỉ muốn anh Thành hạnh phúc thôi. Nhưng mà cô gái anh Thành quen đang lợi dụng anh Thành. Thiệt sự em cũng không biết phải làm sao, nên em thấy khó chịu trong người. Cái thằng này đúng là khốn nhà dạy chợ, đi quen con nhỏ đào mỏ. Em nói đi, chị tới nhà chị xử nó. Em chỉ sợ anh Thành ảnh biết, rồi ảnh lại giận em nữa. Có gì đâu, bây giờ chị nói với nó là chị tình cờ biết thôi, không có nói là em. Tiền của thằng Thành á cũng là tiền của nhà chị mà, đâu có để cho con nhỏ đó đào mỏ vậy được. Con nhỏ đó là ai? Là ai? Là Hoa đó chị, con gái của ông Thương Hồ, cái người mà cứu anh Thành vụ cướp đó chị. Anh Thành còn mướn nhà cho cổ ở nữa. Trời đất ơi, cái con nhỏ mà trôi sông lạc chợ đó đó hả? Thiệt hết biết mà. Chị về chị mép má liền mới được. Nó ở đâu em biết không? Dạ, hình như là mướn nhà kế nhà bà Tám Nhan. Chị biết chỗ đó không? Nhà bà Tám Nhan. Chị biết rồi, để chị về kêu má tới xử nó mới được. Chị về nha. Dạ. Nhà mình còn gì ăn không má? Con đói quá. Dân nó đi chợ chưa về, ở nhà còn mì gói thôi. Con ăn không má nấu cho. Dạ thôi, con nấu được rồi. Dì ba, làm gì ngồi buồn vậy? Nhớ ai hả? Nhớ ai đâu, chờ hai người về muốn chết luôn hả? Hèn chi đợt này đi, cậu Tư con cứ nhảy mũi hoài à. Nè, tao bị dị ứng tao mới nhảy mũi nha.
Mày nghĩ sao tao nhớ ổng vậy? Ảo tưởng vừa thôi con. Dì chờ con đó. Đi gì mà lâu dữ vậy? Đợt này á, con với cậu Tư là về sớm đó dì. Đáng lẽ còn cả tháng nữa mới về. Đi xuống ta cậu, rồi xuống miệt thứ, rồi mới quay trở lại. Cũng tại thằng quỷ này nè, nó muốn vợ quá, phải quay về sớm thôi. Trời ơi, cậu đổ thừa không à? Tao nói không đúng hả? Trời ơi, mày đặt mắc cỡ rồi nữa, mày làm như mẹ gái con bằng á. Trời ơi, con kia. Muốn vợ, nói muốn vợ đi cho người ta thông cảm. Ủa, ghê anh hai đâu bà ba? Thì đó, lý do tôi chờ hai người về là vì cái chuyện này nè. Chuyện gì? Hai người đi, xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Rồi chuyện gì nữa? Ghe của anh hai bị người ta đốt rồi. Trời đất ơi. Hả? Cái gì? Ai vậy? Ai đốt vậy? Má. Ờ con. Con có mua thịt bò, để con vô nấu cháo cho chị hai ăn nha. Ăn cháo thịt bò nhiều dinh dưỡng, mau khỏe lắm. Thịt bò để xào cho nó nhanh. Ủa? Chị hai đang mệt mà, ăn cháo tốt hơn. Thôi, chị hai con ăn mì gói dưới bếp á, thịt bò để lát xào ăn với cơm. Ủa? Chị hai khỏe rồi hả má? Thì mới thấy nó đỡ rồi đó. Ủa hai? Hai khỏe rồi hả? Mới đi chợ về hả? Dạ. Chị hai nè, lúc nãy em ghé chị Thảo, cái chị nói là chị qua thăm hai. Chị mới qua nè, chị về rồi. Ủa? Về rồi hả? Ừ. Chị nói á, là mấy bữa nay ngày nào anh Thành cũng qua chở hai đi chơi á. Em nói đâu có đâu. Chị nói á, là chị qua hỏi hai. Là sao vậy? Chuyện rắc rối lắm, em không có hiểu đâu. Nói tóm lại là chị đã giải quyết xong hết rồi. Đưa đồ ăn đây, chị vô nấu cho. Hai bệnh mà, để đó em nấu cho. Hai đã nói là vô nấu được mà. Cãi không à, lo học bài đi. Nè, kỳ này mà không được học sinh giỏi là biết tôi nghe chưa. Nè, chị hai nói vậy con nghe lời đi, vô học bài đi. Dạ, con vô nha, em vô nha. Ừ. Bích. Dạ. Con ngồi xuống má nói chuyện với con chút. Dạ má. Từ hôm qua đến giờ con khổ công đóng kịch là muốn nhờ tay con Thảo đối phó với cô gái kia đúng không? Sao má biết? Chuyện tình cảm của con má không muốn xen vô. Nhưng con phải biết, cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình con có cố chấp lắm cũng không được gì đâu. Má cũng biết tính con mà. Một khi con thích cái gì con phải dành cho bằng được. Nói như má là nhu nhược, con không thể nhu nhược như vậy. Thôi má vô nghỉ đi, con vô nấu cơm. Anh hai, coi ai tới nè. Ừ. Anh hai ơi. Từ trời gì tốt. Dạ. Ông Tư ngồi đi. Chú hai. Ngồi đi anh. Lâu gặp quá ha. Thôi để tôi làm cho nó lẹ. Anh mà gót xong mấy cái ly này cứ tới chiều. Tôi cứ tưởng lần này là tiêu rồi, không còn gặp được chú Dương Tốt nữa. Con chào chú Tư. Con. Ủa quá. Nghe bà ba bà kể chuyện hai cha con anh mà tôi cũng hết hồn. Mai á là anh không có sao đó nghe. Thôi mình coi như của đi thay người đi anh. Uống nước đi con. Tôi không ngờ có ngày mình lên bờ với cái hoàn cảnh như vậy. Qua, dạ. Con đi ra ngoài chợ mua thêm vài món, coi để chú Tư với thằng Tốt. Dạ. Trời đất ơi, chợ búa làm chi, có gì ăn cái nấy, bà dễ làm chi cho nó mất công. Con chạy ra chợ chút xíu à. Nè, anh đi với em. Thôi, em đi một mình được rồi. Thôi, hai đứa bay đi đi. Lâu rồi hai đứa bay mới gặp nhau mà. Còn ở đây bạn già nói chuyện, con ngồi nghe chán lắm, nha. Dạ, dạ anh đợi em lấy giỏ. Đi đi con. Thôi, uống nước đi cô ba. Dạ, cảm ơn anh. Lần này tôi làm bệnh viện, nhờ một tay cô ba đây chạy tới chạy lui. Thiệt hả? Bà chạy tới chạy lui hả? Ủa sao tôi đâu thấy bà giảm ký nào đâu. Mới vậy muốn chọc tôi chửi hay sao vậy? Dì ba, thiệt đó. Đi với con cậu Tư cứ than buồn hoài à. Có khi cậu ghiền tiếng chửi của dì á. Quỷ. Tao đập mắt dịch vật bây giờ ngang. Ăn nói tao bậy trong bả không à. Tao nghe tiếng bà chửi, tối nào tao cũng bị ám ảnh, toàn là gặp ác mộng không à. Gặp tôi là đỡ nghe. Ăn nói vô duyên kiểu này hả? Gặp người khác là cái trê chấm mắm gừng rồi đó. Cái trê chấm mắm gừng còn đỡ hơn cả ba sa nó quanh chùa. Ôi, ngán mỡ bụng lắm. Dạ, chú Tư với dì ba ở nhà chơi, con đi chợ nha. Ừ, đi con đi, đi con. Dì ba con đi. Dạ, con đi nha. Ừ.
Thôi em cũng đi về ghe, tranh thủ bán hết nồi chè để nó thiêu. Bán hết rồi á, cô nhớ ghé qua nhà tôi ăn cơm nghe. Lâu lâu rồi mọi người mới được gặp đông đủ như vậy. Ừ, dạ anh yên tâm đi, em chèo một vòng vô sớm là hết hà. Ở trong đó có mấy đứa nhỏ nó thích ăn chè của em lắm. Ừ. Nè, vô sớm đó đó, có vài chỗ trũng, nước xoáy dữ lắm, lơ mơ là lật ghe đó, nhớ cẩn thận nha. Anh yên tâm đi, trời đất ơi, bản nặng vậy sao mà lật ghe được, có chìm không chìm mà thôi chứ lật cái gì nổi. Nè, cơm không muốn ăn, muốn ăn dép đúng không? Ghét. Nè. Gì nữa? Tôi dặn bà có chèo ghe, chèo cặp cặp mé sông thôi, đừng có chèo giữa sông. Có gì người ta vớt không nổi rồi mất công tốn tiền kêu cần cẩu lại lắm nghe. Thế ghét. Lâu ngày gặp lại cũng vậy à. Lo cho anh ta ha, mà tối ngày cứ chọc ghẹo cổ hoài. Bạn ghe nhau cho nó vui anh ơi. Dạ. Đợt này nghe, trong cái rủi cũng có cái mai. Anh lên bờ tôi thấy tốt cho sức khỏe của anh hơn. Bác sĩ nói cái bệnh của tôi có thể là chết bất đắc kỳ tử, không biết lúc nào nữa anh. Ờ, tôi không có sợ chết, mà tôi chỉ lo cho con Hoa thôi. Nếu mà tôi có mệnh hệ nào thì anh với anh Tốt nhớ chăm sóc con Hoa giùm tôi nha. Anh đừng có nói vậy, tôi coi con Hoa cũng như con cháu trong nhà từ lâu rồi. Tôi cũng trông chú hổm rài, tính là đợt này chú về mình bàn chuyện đám cưới cho tụi nhỏ, chú thấy sao? Quá được rồi chứ anh. Anh tính chừng nào tôi nghe theo anh. Ba cái vụ cưới hỏi này tôi không có kinh nghiệm. Hai bên gia đình mình cũng đơn chiếc, tôi tính là làm mâm cơm nho nhỏ cho hai đứa ra mắt tổ tiên thôi. Ừ, tôi thấy được đó anh. Đơn giản nhưng mà nó đủ lễ nghi là được rồi. Chủ yếu á là hai đứa tụi nó sống sao cho hạnh phúc là được. Dạ. Hay là mình nhờ bà Ba Sa đi coi ngày giùm đi. Bà chèo ghe đi bắn tùm lum, chắc bà biết chỗ coi đó. Tôi cũng tính vậy. Thôi uống miếng trà đi anh. Mấy bữa rồi cực cho em quá. Nếu anh biết đã về sớm phụ cho em chăm sóc chú hai rồi. Dạ em cũng không ngờ có nhiều chuyện ập tới như vậy. Vậy sắp tới em tính sao? Chắc em sẽ bán bún riêu ở cái nhà em mướn á. Trước khi ghe bị đốt á, em với ba em cũng bán bún riêu ở ngoài chợ nổi. Em thấy ở chỗ nhà em mướn á, người qua lại nhiều, chắc sẽ bán đắt hơn. Ờ, nếu vậy anh sẽ đi mua cây, mua tấm bạt về che ở trước nhà cái đã, để cho đỡ nắng mưa nghe. Em cảm ơn anh. Qua. Hồi sáng đi chợ lấy tiền hàng á, thấy cái kẹp đẹp quá, mua cho em nè. Thôi em không lấy đâu. Trời, anh mua cho em mà không lấy anh cho ai bây giờ? Nè. Em cầm đi. Anh Tố, em xin lỗi, em không nhận đâu. Anh đừng tốt với em quá, em càng cảm thấy có lỗi với anh. Anh biết á, em chỉ có anh với anh trai thôi. Nhưng mà anh tin là sẽ có một ngày em sẽ thay đổi. Không phải đâu anh Tốt, có những thứ khó có thể thay đổi lắm. Huống hồ em đã có người yêu rồi. Ai vậy? Là anh Thành. Cái anh mà lần tụi côn đồ ăn hiếp em, anh đã tay giúp em đó, anh nhớ không? Lúc nãy tụi nó chọc ghẹo em, may mà có anh này á. Cảm ơn anh nhiều nghe. Không có gì đâu, tôi cảm ơn anh mới đúng đó. Không nhờ anh đó hả, tụi nó quýnh tôi bầm dập ở đây luôn rồi. Sau đó cũng xảy ra nhiều chuyện. Trong thời gian ba em nằm bệnh viện, anh cũng giúp đỡ em với ba rất nhiều. Thôi đi chợ đi, mất công chúc chú hai với cậu Tư chờ nữa. Dạ. Thank you.
này, má cứ để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt này hoài à. Trong khi cái chuyện động trời, má không hay biết gì hết. Động trời gì động trời? Tự nhiên vô rần 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 đó. Thì ra thằng Thành, nó nói láo. Nó không có đi hẹn hò gì với con Bích hết, mà nó đang hẹn hò gì với con qua, cái con của cái ông mà thương hồ gì cứu nó đó. Còn đem tiền cho con nhỏ đó nữa mà. Có thiệt không? Thiệt, chính miệng con Bích nói với con mà. Trời ơi, vậy mà cái lúc mình tới đưa tiền, làm bộ làm tịch la hôi không nhận, thì ra là muốn câu con mồi lớn hơn. Đúng là cái đám mưu mô xảo quyệt. Mưu mô thiệt. Mình đâu có để cho nó đào mỏ nhà mình như vậy được. Má, má vô má thay đồ đi. Ra con chở má qua đó, quậy nó tới bến luôn. Đúng rồi, quay mày tới bến luôn. Nhanh nhanh nha má. Chắc chắn là nhanh hơn mày. Thì cưới xong rồi á, hai đứa tụi nó muốn ở đây buôn bán hay đi ghe tùy tụi nó thôi. Tôi sao cũng được hết á. Nếu tụi nó muốn tiếp tục đi ghe thì đi, còn tôi phải neo ghe ở lại để hữu hỷ với anh. Yeah. Đi bán dạo như bà Ba Sa vậy, sống qua ngày cũng được. Ba. Ủa, có chuyện gì mà hai đứa đi chợ về mặt mày bí xỉ hết vậy? Dạ, vậy đâu có gì đâu. Dạ không có gì đâu cậu Tư. Hồi nãy ba với chú Tư có bàn chuyện đám cưới của hai đứa con rồi. Ngày mai ba nhờ cô Ba Sa coi ngày tốt giùm. Ba, con... Con đừng nói nữa, ba đã quyết rồi. Ba chỉ coi thằng Tốt là con rể của ba thôi. Tốt à? Dạ. Chú muốn gả con qua cho con là con phải thay chú yêu thương và chăm sóc cho nó suốt đời. Con có hứa với chú không? Ờ, dạ, dạ, dạ con... Sao? Bộ mày chỉ con gái chú hả? Dạ, dạ không có đâu chú hai. Con rất là thương qua nhưng mà... Ừ, vậy tốt rồi. Quý sứ làm hết hồn hết vía. Ủa, xã hội dưới ghe, mày hối thúc tao làm đám cưới cho mày, rồi bây giờ lên đây mày nói ngược lại vậy? Dạ, dạ con chỉ muốn mọi chuyện thư thư một chút thôi cậu Tư à. Thư cái gì nữa mà thư? Mày không nghe ông bà mình nói sao? Cưới vợ phải cưới liền tay. Thư cái gì nữa mà thư? Đúng rồi đó con, trước hay sau gì cũng cưới. Lo cưới sớm đi con, để không thôi chú không đợi được nữa. Dạ. Cái con trôi sông lạc chợ kia ra đây mày. Ủa ai mà chưa thấy người mà nghe tiếng vậy? Ờ, hình như là má của ông Thành đó mà. Không biết bà tới làm gì nữa. Cái cô kia vậy? Làm gì mới tới nhà ta nói chuyện khó nghe quá vậy? Cô tìm ai hả? Tìm con này chứ ai. Chuyện gì từ từ nói. Thôi ngồi đi. Cha con hai người đóng kịch giỏi ghê ha. Làm bộ thanh cao không nhận tiền này nọ, thì ra là lén lút rù quên cái thằng Thành, để nó chi tiền cho mà nằm không mà ăn, rồi còn bỏ tiền ra thuê cái nhà này nữa. Nè, bạn nói đàng hoàng nghe chưa? Cha con tôi không có lấy đồng xu các bạn nào của thằng Thành hết, nghe chưa? Thưa bác đừng có hiểu lầm. Đúng là anh Thành có cho con mượn tiền đóng tiền viện phí, nhưng mà tiền đó con sẽ trả sòng phẳng. Từ trước tới giờ con chưa lấy bất cứ thứ gì từ anh Thành hết. Còn cái nhà này là con tự bỏ tiền ra mướn. Trả sòng phẳng hả? Mày đặt làm bộ, chẳng qua là bị dạch mặt đúng, cho nên mới chống chế thôi. Thằng Thành em tôi á, nó sắp lấy vợ rồi, giàu có, giỏi giang, hơn cô gấp trăm lần. Lo biết thân biết phận giùm cái, đừng có đũa mất mà tròi mâm son. Quà, con vừa làm con chưa? Người ta bố cho trái cháu vô mặt ba kìa. Cô kia. Cháu tôi á, tuy là không có giàu có, nhưng mà nết na đàng hoàng. Cô đừng có ý có mấy đồng tiền mà muốn nói sao nói nha. Nết na, nết na mà đi moi tiền trai hả? Nó là cái thứ giả nai làm gái lấy tiền thôi. Chị nói gì đó? Nè. Cô đừng có đượm nước mà nói hoài nha. Đi ra khỏi nhà này đi. Tôi không đi á. Qua. Dạ. Anh Thành đó, cho em mượn bao nhiêu tiền viện phí vậy? Dạ, 2.2 triệu. Được rồi, tôi trả cho mấy người nè. Trả luôn đi. Nè, mấy người cầm lấy đi. Đi khỏi nhà này đi. Má, má coi đủ chưa má? Còn cái nhà này nữa hay chi? Cái nhà này tôi mướn, không có liên quan gì đến anh Thành hết. Có cái chuyện gì mà ồn ào dữ vậy? Gì? Gì à?
Dì nói đi, cái nhà này là con mướn, không liên quan gì đến anh Thành đúng không dì? Chị nói đi, cái nhà này là thằng Thành bỏ tiền ra mướn cho con nhỏ đó phải không? Chứ cái mặt nó mà làm gì có tiền mà mướn một mình. Bà mà nói láo binh con nhỏ này là biết tay tôi à. Nhà này là nhà của tôi cho mướn một tháng 300 ngàn. Tôi thấy con Qua không có tiền nên Thành mới bỏ tiền ra kêu lấy 150. Còn 150 tôi lấy của con Qua. Thấy chưa? Nói cho cùng thì cũng là tiền của thằng Thành bỏ ra. Còn chối nữa không? Nè chị, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ moi tiền của anh Thành hay lợi dụng ảnh. Chuyện ảnh bù thêm tiền tôi hoàn toàn không biết gì. Nè, anh bù cho em bao nhiêu nữa vậy? 150 anh. Tôi trả luôn cho mấy người nè. Trả luôn. Đủ không? Chắc thiếu chút đỉnh dạ. Phải không? Cậu Tư, cất đi. Đây nè, bao tiền nhóc. Trả nè, ăn giọng vàng đi. Đó. Mấy người cầm tiền đi, rồi đi khỏi đủ nhà này đi. Dư 10 ngàn. Bo bà luôn. Không cần. Má, coi kìa, làm bộ mệt kìa, định trốn. Cái cô này. Tôi cứ chửi đó, làm gì được tôi? Đồ cái thứ trôi sông lạc chợ, đồ rùa quến trai đi lấy tiền. Mấy người ở đây là lỗi nữa, đừng có trách tôi nghe chưa? Rồi làm gì? Mấy người đi về đi. Thôi, về thôi con. Hơi đâu mà gây gỗ với đám người nghèo mạt rẹp này. Tốt nhất á là mấy người biết khỏi đây nghe chưa? Còn không á mà còn đu theo thằng Thành nữa, tôi kêu giang hồ tới xử đẹp à. Bây giờ đi chưa? Hay là chờ anh ghế? Đi con. Đi má. Cô ba này đứng đây làm gì? Xong đi đi. Nhà của tôi mà. Của chủ nhà hả? Ừ. Chủ nhà vậy ở lại. Rồi. Ba, mình đi bệnh viện nha ba. Chú Hải, không đi. Tao chết. Chú vừa là mày, đồ bất hiếu mà. Ba, con xin lỗi. Chú Hải đừng có giận Qua nữa mà. Mau thu xếp đồ, trả nhà lập tức. Nhưng mà mình đâu có chỗ nào để đi đâu ba. Không có chỗ, ra cái xó nào ở cũng được hết. Chưa biết dục hay sao mà còn ở đây nữa. Anh Hai, dọn xuống ghe tôi với bà Ba Sa ở đỡ đi. Mau thu dọn đi.